Sau đây thì chúng tôi mời quý vị chúng ta như thường lệ sẽ đến với chuyên mục Điểm báo, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin đáng chú ý được các đồng nghiệp tại các tờ báo đã đăng tải trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện là tôm hùm ở Nam Trung Bộ và sầu riêng ở Tây Nguyên được mùa mất giá lại tiếp tục tái diễn khi mà vướng đầu ra xuất khẩu. Thực tế này thì buộc các bộ ngành địa phương phải ngồi lại xây dựng một chuỗi liên kết cũng như lập quy hoạch dự báo bền vững. Tờ Lao động trên trang 3 số ra ngày hôm nay có bài viết bàn về vấn đề này với tiêu đề Phát triển nóng khiến nông thủy sản bế tắc đầu ra. Theo Sở Công Thương Khánh Hòa, chuyện được mùa mất giá tôm hùm là vì phía Trung Quốc yêu cầu giấy tờ tôm nhân tạo, tức không phải khai thác tự nhiên, nhưng lại không nói là giấy tờ đó ai cung cấp, làm cho doanh nghiệp Việt Nam trở tay không kịp. Còn theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, vẫn còn những cái hạn chế cần được xử lý dứt điểm để sầu riêng thực sự trở thành nông sản chủ lực, có đầu ra ổn định, tránh phụ thuộc vào duy nhất một thị trường như hiện nay. Bài viết trích dẫn ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng, hiện phát triển ngành nuôi biển Việt Nam vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch chưa tốt, hoạt động nuôi tự phát, phá vỡ quy hoạch còn phổ biến, dẫn đến ô nhiễm môi trường, tiêu thụ sản phẩm khó khăn, khó phát triển đồng bộ, công nghệ sản xuất giống, quản lý sức khỏe và môi trường vùng nuôi, phòng trị bệnh trên đối tượng nuôi còn rất nhiều hạn chế. Thưa quý vị, theo giới phân tích thì sau giai đoạn đi xuống và đi ngang thuộc đáy của năm 2022 và 2023, thị trường chứng khoán Việt Nam đang có nhiều cơ hội để tăng trưởng trở lại vào năm 2024 tới. Và tờ Đại biểu Nhân dân cũng có bài viết trên trang 6 phản ánh về nhiều cơ hội tăng trưởng vào năm 2024. Xin được trích đọc cùng quý vị. Theo giới chuyên gia tài chính, động lực cho thị trường chứng khoán năm 2024 chủ yếu dựa trên hạ mặt bằng lãi suất và tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết. Dự báo tăng trưởng doanh nghiệp niêm yết năm 2024 ước đạt 15-20%. Theo đó, thị trường sẽ có hai giai đoạn tích cực rõ ràng, từ giữa cho đến cuối tháng 4 năm 2024. Theo mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024 và những giai đoạn cuối năm khi sự tự tin của nhà đầu tư về thị trường sẽ quay trở lại. Dù vậy, những thách thức với thị trường vẫn còn là không nhỏ, cả từ trong nước và cả quốc tế. Tại hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán điều hành năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã yêu cầu Ủy ban cần chủ động rà soát các quy định về luật chứng khoán để đưa vào chương trình xây dựng pháp luật trong thời gian tới. Tiếp tục rà soát để sửa đổi các nghị định, thông tư hướng dẫn và các quy định có pháp luật liên quan, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, hỗ trợ thị trường hoạt động ngày càng minh bạch và lành mạnh hơn nữa. Theo chia sẻ của rất nhiều các bạn sinh viên thì muốn phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức, cần phải xây dựng một chương trình hành động cụ thể từ việc đãi ngộ, tuyển dụng, bồi dưỡng, đào tạo đến việc môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ, tôn trọng để họ thực sự được thực hiện ý tưởng của mình. Đó là một trong số những thông tin đáng chú ý được tờ Lao động đăng tải trên bài viết trên trang 2 với tiêu đề có nhiều chính sách đãi ngộ hấp dẫn để nuôi dưỡng nguồn nhân lực trẻ. Bài viết cho hay trong thời kỳ khoa học công nghệ phát triển như hiện nay, vai trò của đội ngũ trí thức trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc xây dựng đội ngũ trí thức chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới cũng là một trong những mục tiêu được đặt ra tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13. Nhiều sinh viên cho rằng rào cản lớn nhất để phát triển lực lượng lao động trẻ chuyên nghiệp là chế độ đãi ngộ. Bên cạnh đó, dù nhóm lao động trẻ có trình độ ngày càng cao nhưng lại mất cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng được đào tạo so với nhu cầu thực tế của nhà tuyển dụng. Một số được đề xuất đưa ra như là cần đưa ra chính sách đãi ngộ tốt nhất nhằm thu hút ứng viên trẻ giỏi, có thể đưa ra mức lương cạnh tranh phù hợp với xu hướng ngành nghề ở thời điểm hiện tại, cân đối nguyện vọng và năng lực của ứng viên. Nhiều chính sách hỗ trợ khuyến khích các hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp của sinh viên. Từ đó các bạn trẻ có cơ hội cọ sát thực tế, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng cho công việc này. Tại Việt Nam của chúng ta thì khoảng 97% doanh nghiệp là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, trong khi lực lượng lao động có tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ lại ở mức chưa cao, chỉ khoảng 26,2% trong tổng số trên dưới 54 triệu người trong lực lượng lao động. Và chất lượng lao động chưa làm hài lòng được phần lớn doanh nghiệp, khiến cho tỷ lệ chi phí kinh doanh mà doanh nghiệp dành cho việc đào tạo để nâng cao kỹ năng của lao động cũng sẽ tăng lên. Và từ thực tế trên, thì tờ Diễn đàn Doanh nghiệp cho rằng cần gắn kết bền vững và doanh nghiệp
từ ngay trong nhà trường. Xin mời quý vị sẽ cùng với chúng tôi trích đọc thông qua báo Diễn đàn Doanh nghiệp trên trang số 2. Cụ thể là cần thực hiện tốt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp, gắn kết chặt chẽ giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và thị trường lao động. Bài viết đưa ra nhiều giải pháp bao gồm xây dựng và thực thi cơ chế hợp tác giữa các bên trên cơ sở hài hòa lợi ích và trách nhiệm xã hội, xây dựng các mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp, chú trọng với đối tượng đặc thù, lao động từ khu vực phi chính thức, lao động bị thất nghiệp hoặc có nguy cơ thất nghiệp, đẩy mạnh hỗ trợ kỹ thuật lao động doanh nghiệp sử dụng lao động, đẩy mạnh dự báo nhu cầu đào tạo nghề nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề khoa học kỹ thuật công nghệ, tăng cường gắn kết giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trung tâm dịch vụ việc làm, các sàn giao dịch việc làm, tăng cường năng lực hệ thống đánh giá, công nhận và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, đặc biệt phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp mở và linh hoạt. Và bài viết cuối cùng trong mục điểm báo trong sáng ngày hôm nay, chúng tôi xin được dành thời lượng để chuyển đến quý vị một tin vui trong lĩnh vực xuất bản. Thưa quý vị và các bạn, tờ Pháp luật Việt Nam thông tin trên trang 12 số báo ra ngày hôm nay. Năm 2023 thì đã chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của văn học giải trí Việt Nam và hàng loạt những tác phẩm xuất sắc từ những tác giả trẻ. Bên cạnh những nỗ lực tự thân, sự đón nhận, sự đồng hành, cổ vũ của người trong nghề và độc giả đã mở rộng đường cho các tác giả trẻ đang đi tới. Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, hiện nay trong xu hướng hội nhập toàn cầu, văn học trẻ đang có những chuyển động mới mẻ. Dường như ở người đọc thế hệ mới, tiểu thuyết, truyện Việt đang có cơ hội bứt phá lên khỏi cái bóng quá lớn của văn học dịch. Điều đặc biệt là sự chú trọng vào các thể loại khó như kinh dị, trinh thám, tâm linh đã mang lại nhiều thành công rực rỡ. Nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim, kịch nói, audio, tái bản nhiều lần. Trước hết, điều này bắt nguồn từ thực tế Việt Nam đã trải qua một khoảng thời gian lâu dài chống trải các đầu truyện tâm linh và kinh dị. Trong khi đó, các yếu tố huyền bí của bản địa lại hợp với tư duy truyền thống của người dân phương Đông, tạo ra sức hút đặc biệt. Ngoài ra, các sản phẩm được chăm chút tinh hoa bởi lối vẽ dân gian đương đại và các tác giả trẻ chịu khó tạo ra những quà tặng đi kèm cuốn sách và sự góp sức của những đơn vị sách. Tất cả đã làm nên một diện mạo văn học mới mẻ và giàu sức sống.